Bộ Tài chính đề xuất 3 loại thuế được gia hạn trong năm 2022. Chỉ số giá tiêu dùng quý 1 năm 2022 tăng 1,92% so với cùng kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ còn trống của văn phòng hạng A và hạng B là 10% trên toàn thành phố. Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2022 đạt gần 35.900 tỷ đồng. Bất động sản cho thuê kỳ vọng phục hồi. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi 19:30 trên kênh thông tin Invest TV và tôi là biên tập viên Phan Linh của Invest TV. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây Bộ Tài chính vừa dự thảo nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Theo Bộ Tài chính, chính sách này sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 trên cơ sở phù hợp với bối cảnh ngân sách nhà nước. Đồng thời, phù hợp với bối cảnh chung của nhiều nước trên thế giới trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19. Nguyên tắc lựa chọn đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cần phải đảm bảo đối tượng thụ hưởng chính sách phải là doanh nghiệp, tổ chức hoặc hộ doanh nhân, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề do dịch COVID-19, tạo điều kiện quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính, đồng thời tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước như Nghị định số 52 năm 2021 NDCP. Về thời gian thực hiện trong năm 2022, thì đối với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và quý 1 năm 2022. Gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 và quý 2 năm 2022. Gia hạn 4 tháng đối với số giá trị gia tăng của tháng 7. Gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu trên. Thưa quý vị, mới đây, Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 tăng 0,7% so với tháng 2 và tăng 1,91% so với tháng 12 năm 2021, đồng thời tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng trong quý 1 của cả nước đã tăng 1,92% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng 0,29% của quý 1 năm ngoái. Theo đó, lạm phát cơ bản của quý này đã tăng 0,81%. Theo bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá thuộc Tổng cục Thống kê cho biết, CPI trong quý 1 năm nay vẫn thấp hơn mức tăng của quý 1 các năm 2017 đến 2020. Theo bà Oanh, giá nhiên liệu thế giới và giá nhà ở thuê tăng trở lại sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cộng thêm giá các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu ăn theo giá nhiên liệu đầu vào và giá xăng dầu là những nguyên nhân chính khiến CPI tháng 3 tăng 0,7% so với tháng 2. Cụ thể, chỉ số giá nhóm giao thông tăng tới 4,8%, ảnh hưởng từ việc giá xăng dầu trong nước tăng lên 13% tại đợt điều chỉnh ngày 1 tháng 3, 11 tháng 3 và 21 tháng 3. Trong quý, giá xăng dầu tổng cộng đã điều chỉnh 7 đợt. Theo đó, giá xăng A95 tăng 5.900 đồng trên 1 lít, giá xăng E5 tăng 5.780 đồng trên 1 lít và giá dầu diesel tăng 6.060 đồng trên 1 lít. Như vậy, bình quân quý 1, giá xăng dầu trong nước tăng gần 49% so với cùng kỳ và tác động làm CPI cũng chung tăng so với cùng kỳ và tác động làm CPI chung tăng 1,46%. Và tác động làm CPI chung tăng 1,76%. Ngoài ra, giá gas trong nước cũng biến động theo giá gas thế giới. Bình quân quý này, giá gas đã tăng 21,04% so với cùng kỳ, góp phần làm CPI chung tăng 0,31%. Bảo Anh phân tích kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi. Theo đó, nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng cao, trong khi nguồn cung bị đứt gãy khiến giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng mạnh.
Điều này khiến cho áp lực lạm phát tăng cao tại nhiều nước, gồm cả những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 2 đã tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021 và đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1982. Tương tự, Nhật Bản ghi nhận tháng thứ 6 liên tiếp có chỉ số giá tiêu dùng tăng hay lạm phát tại Anh cũng đánh dấu mức cao nhất trong 30 năm qua. Thêm vào đó, xung đột giữa Nga và Ukraine trong các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và các nước đối với Nga, nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất và xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trên thế giới, đã đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao, đặc biệt nguồn cung giảm mạnh cho các nước châu Âu, vốn phụ thuộc đáng kể vào việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ngoài ra, Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón và lúa mì quan trọng. Do vậy, tình trạng thiếu hụt hai mặt hàng này đã làm tăng giá lương thực toàn cầu và gây áp lực lạm phát thêm trầm trọng. Thưa quý vị, mới đây Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá sinh hoạt theo không gian SCOLI. Theo đó, Hà Nội đã tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với mốc điểm 100% về mức giá đắt đỏ nhất cả nước. Đứng thứ hai là Quảng Ninh với chỉ số SCOLI năm 2021 bằng 99,5% so với Hà Nội và tăng 4 bậc so với năm 2020. Bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá từ Tổng cục Thống kê cho biết, lý do khiến Quảng Ninh có vị trí đắt đỏ thứ hai cả nước là do tỉnh đẩy mạnh phát triển dịch vụ, công nghiệp hiện đại và trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện về du lịch, kinh tế biển, một cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Theo đà đó, kinh tế Quảng Ninh ngày một phát triển sôi động, dẫn đến mức giá của một số nhóm hàng dịch vụ cao hơn so với các địa phương khác. Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ lùi về vị trí thứ 3 với chỉ số SCOLI bằng 98,9%. Một số nhóm hàng của địa phương có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội, bao gồm may mặc, mũ nón và giày dép bằng 86,7%, văn hóa, giải trí và du lịch bằng 91,1%, thiết bị và đồ dùng gia đình bằng 94,1%. Tuy nhiên, về dịch vụ, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi đắt đỏ hàng đầu, như nhóm đồ uống và thuốc lá là 111,38%, bưu chính viễn thông là 112,6%, hàng hóa và dịch vụ khác là 110,6%, giáo dục là 113,2%, chủ yếu do học phí ở các trường dân lập và dạy nghề cao hơn Hà Nội. Đứng ở vị trí kế tiếp là Đà Nẵng, với chỉ số SCOLI là 96,4%. Hải Phòng là 95,5%, giảm 2 bậc so với năm 2020. Vụ trưởng vụ thống kê giá cũng cho biết, so với năm 2020, một số tỉnh thuộc vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đã có chuyển biến tích cực khi mức giá được điều chỉnh thấp hơn so với những năm trước đây. Có được điều này là nhờ vào hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi giúp cho chi phí vận chuyển và lưu trữ hàng hóa giảm. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức đắt đỏ hơn các tỉnh miền núi, chủ yếu ở nhóm hàng nhà thuê, dịch vụ, giải trí và du lịch. Thưa quý vị, mới đây theo dữ liệu của công ty tư vấn về dịch vụ bất động sản Nine Park Việt Nam cho biết, tỷ lệ lấp đầy văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quý đầu năm 2022 đã trở về mức trước đại dịch với giá thuê tăng ổn định. Hiện giá thuê trung bình cho các hạng văn phòng mức A ở mức 55,31 USD trên 1m², cao nhất là tại các quận trung tâm với giá 62,54 USD trên 1m². Còn ở khu Nam thành phố thấp hơn 48%, khoảng 32,78 USD trên 1m². Trong khi đó, văn phòng hạng B đang có giá thuê trung bình trên toàn thành phố là 34,03 USD trên 1m², trong đó tại các quận trung tâm là 43,37 USD trên 1m² và vùng phụ cận là khoảng 33,84 USD trên 1m². Ông Alex Grant, giám đốc điều hành tại Nine Frank Việt Nam cho rằng giá thuê tăng là do sự khan hiếm trên thị trường, với tỷ lệ còn trống của văn phòng hạng A và B chỉ là 10% trên toàn thành phố. Đánh giá về tốc độ tăng trưởng của thị trường trong thời gian qua, bà Võ Thị Khánh Trang, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Service Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng nguồn cung duy trì đà tăng nhưng tốc độ lại chậm lại. Nguyên nhân là do trong giai đoạn 2020 tới 2021, đại dịch Covid đã tác động đáng kể đến nhiều lĩnh vực khiến cho nhu cầu thuê văn phòng giảm. Khách thuê có xu hướng giảm diện tích văn phòng hoặc chuyển sang các tòa nhà có giá thuê phù hợp hơn. Các khách thuê mới cũng chỉ hoãn kế hoạch mở công ty hay phát triển dự án.
Theo ông Alex Grant, mặc dù giá thuê văn phòng hạng A trong quý 1 năm 2022 chỉ tăng 0,2% so với năm ngoái và 0,56% so với quý trước, những chủ đầu tư có thể bàn giao mặt bằng văn phòng cho thuê cao cấp trong vòng 18-24 tháng tới chắc chắn sẽ đạt hiệu quả sinh lời cao. Tỷ lệ lấp đầy sẽ được duy trì ở mức trên 90% và chúng tôi kỳ vọng giá thuê sẽ tăng khoảng 15-20% vào cuối năm 2023, ông nhận định. Bà Võ Thị Khánh Trang cũng nhìn nhận với chính sách mở cửa và năng lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam. Các doanh nghiệp đều đang nhìn thấy những tiềm năng hấp dẫn của thị trường và nhanh chóng có những động thái tích cực trong đầu năm nay. Các tòa nhà trong tương lai sẽ tái khởi động. Nền kinh tế ghi nhận được nhiều tín hiệu tích cực. Nguồn FDI vào thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cho thấy các doanh nghiệp nước ngoài vẫn xem Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Mặc dù chưa thực sự nhìn thấy sự phục hồi rõ ràng của thị trường văn phòng, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ nhìn thấy sự cải thiện rõ rệt từng bước trong thời gian tới, bà Võ Thị Khánh Trang chia sẻ. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Novaland, mã trên sàn HOSE, NVL, vừa công bố tài liệu họp Hội đồng Cổ đông Thường niên 2022 với kỳ vọng doanh thu thuần đạt gần 35.900 tỷ đồng, tăng 141% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2021. Để thực hiện mục tiêu trên, trong năm 2022, Novaland tiếp tục phát triển 24 dự án đang được đầu tư xây dựng và phát triển mới 22 dự án. Bên cạnh một số địa phương quen thuộc như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, thì trong danh mục các dự án được công bố còn có thêm các địa phương mới như Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, v.v. Chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí về kế hoạch năm 2022 diễn ra mới đây, đại diện Novaland cho biết, ngoài một số dự án trọng điểm đang triển khai, năm 2022, doanh nghiệp sẽ giới thiệu thêm khoảng 15.000 sản phẩm. Theo đó, tại thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, Nova World Hồ Trầm đã ra mắt phân kỳ mới Long Island khoảng 30 hectare. Novaland cũng tiếp tục nghiên cứu quỹ đất quy hoạch Safari và một số vị trí khác với tổng quy mô khoảng 3.000 hectare. Tại Bình Thuận, Novaland vừa hoàn thành M&A quỹ đất 3.000 hectare tại thành phố Phan Thiết, dự kiến công bố dự án Nova World Mũi Né quy mô hơn 700 hectare vào tháng 4 năm nay. Tập đoàn tham vọng sẽ phát triển siêu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng với những dòng sản phẩm đa dạng hướng tới nhóm khách hàng cao cấp. Tại một địa phương du lịch rất phát triển của miền Trung là Khánh Hòa, từ năm 2019, Novaland cũng công bố kế hoạch tham gia thị trường. Từ tháng 9 năm nay, chủ đầu tư dự kiến công bố ra mắt hơn 600 hectare mang thương hiệu Nova World, trực tiếp nằm tiếp giáp đường Trần Phú, Nha Trang. Đây là một trong những dự án có vị trí đắc địa thuộc quy mô bậc nhất còn sót lại tại khu vực này. Tại Đồng Nai, thị trường Novaland đang phát triển khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City. Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện M&A dự án quy mô hơn 600 hectare. Tại Huế, nhà phát triển bất động sản cũng dự kiến ra mắt dự án Nova World Lanco quy mô 280 hectare. Đại diện Novaland cho biết, chọn đầu tư tại đâu chúng tôi cũng cân nhắc nhiều yếu tố như tiềm năng du lịch, khả năng kết nối hạ tầng, cùng kỳ vọng biến nơi đó thành điểm đến du lịch mới, góp phần xây dựng kinh tế vùng, giống như cách chúng tôi đang làm với Bình Thuận và Nova World Phan Thiết, Sentara Mirage Mũi Né Resort, PGA Golf tại Bà Rịa Vũng Tàu với Nova World Hồ Trầm. Ngoài kế hoạch kinh doanh, Novaland dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022. Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành là 482.605 triệu cổ phiếu với mức giá là 10.000 đồng trên một cổ phiếu. Thưa quý vị, đánh giá về phân khúc bất động sản cho thuê trong thời gian tới, ông David Jackson, Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam phân tích, cùng với đà hồi phục của hoạt động kinh tế, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh cũng đã dần tăng trở lại. Nhiều chủ nhà vẫn áp dụng giảm giá trung bình khoảng 10-15% so với trước dịch. Như vậy, đây là thời điểm khá tốt để tìm kiếm mặt bằng khi mà giá vẫn còn tương đối rẻ và còn có nhiều lựa chọn cho người cho thuê. Nếu đại dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát và không gây nên nhiều tác động tiêu cực thì khoảng vài tháng nữa, phân khúc mặt bằng cho thuê sẽ có mức giá tương đương trong giai đoạn trước dịch. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển CBRE Việt Nam nhận định, giá thuê dự tính hồi phục từ 1,5-3,5%.
tỷ lệ trống tại khu vực ngoài trung tâm tăng nhẹ do có nguồn cung mới và tỷ lệ trống tại khu trung tâm đi ngang. Tới năm 2023, giá thuê dự tính sẽ tăng cao hơn nữa cùng với các nguồn cung mới tại khu trung tâm. Để cải thiện tình hình cho thuê và tỷ lệ lấp đầy trong tương lai, bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cấp cao Bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội đã đưa ra các giải pháp dành cho nhà phát triển bất động sản để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách thuê và giải quyết bài toán về mặt bằng chung. Thứ nhất, các đơn vị cho thuê bán lẻ nên cân nhắc điều chỉnh lại phương án giá thuê và thời hạn thanh toán tiền thuê trong thời gian dịch bệnh. Ví dụ, các hộ kinh doanh có thể được phép thanh toán hàng tháng thay vì đóng gộp 3 tháng như trước đây. Để giảm áp lực tài chính cho các nhãn hàng trong giai đoạn phục hồi hoạt động kinh doanh, giá thuê có thể giảm từ 20-30% và sẽ được thanh toán bù vào các năm sau của hợp đồng. Thứ hai, hoạt động truyền thông marketing cũng cần được các nhà phát triển chủ động xem xét và thực hiện để tăng nhận diện cũng như kéo theo nhiều nhãn hàng bán lẻ về thuê để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy tốt và ổn định. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, rất nhiều hộ kinh doanh tuy bày tỏ nguyện vọng và thiện chí nhưng vẫn có thái độ dè dặt trong việc đi thuê cửa hàng trực tiếp. Vì vậy, bản thân các đơn vị cho thuê cần tạo ra những chương trình marketing nhấn mạnh về ưu đãi, tiện ích và chính sách hỗ trợ để thu hút không chỉ khách thuê mà cả người mua sắm tới với dự án trong khoảng thời gian hồi phục như hiện nay. Thứ ba, diễn biến dịch bệnh khó dự đoán cũng yêu cầu các nhà phát triển bất động sản luôn phải chuẩn bị phương án dự phòng để sẵn sàng thích nghi. Một phương án tiềm năng mà đơn vị cho thuê có thể cân nhắc là việc phân bổ hoặc tái cơ cấu mặt bằng. Thưa quý vị, mới đây theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã ngày càng tích cực hơn và điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đều tăng so với cùng kỳ về cả số lượng, về cả vốn đầu tư. Nhiều dự án sản xuất, chế tạo các sản phẩm điện tử, công nghệ cao đã được mở rộng vốn với quy mô lớn trong 3 tháng đầu năm. Cụ thể, tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2022, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã đạt trên 8,9 tỷ USD, bằng 87,9% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, trong quý đầu năm, có 322 dự án mới đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng tới 37,6% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt trên 3,21 tỷ USD, giảm 55,5% so với cùng kỳ. Và mặc dù vốn đầu tư đăng ký mới giảm khá mạnh, kéo theo làm giảm tổng vốn đầu tư trong vòng 3 tháng, song số lượng dự án đầu tư mới vẫn tiếp tục tăng 37,6%. Điều này cho thấy, dù có những tác động bất lợi từ dịch COVID-19, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào nền kinh tế, vào môi trường đầu tư của Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng đầu tư hiện hữu. Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, việc mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 cùng với chính sách miễn thị thực cho một số quốc gia, xu hướng dịch chuyển vốn của các nhà đầu tư châu Âu do ảnh hưởng của xung đột Nga và Ukraine cũng sẽ tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới. Ở góc độ khác, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong quý 1 năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 18 ngành trong số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến và chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 5,3 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,7 tỷ USD, chiếm 30,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo đối tác đầu tư, thì Singapore vẫn dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư gần 2,29 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 50,1% so với cùng kỳ năm 2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 1,61 tỷ USD, chiếm 18% tổng số vốn đầu tư, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Đặc biệt là với dự án Lego với quy mô lớn, tổng vốn đầu tư lên tới 1,3 tỷ USD. Đan Mạch đã vượt lên đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,32 tỷ USD, chiếm tới 14,8% tổng số vốn đầu tư. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư thì hãy thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là truyền hình invest@gmail.com.
Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.